Ukraine tuyên bố hạ Su-25 nga. Trong một tuyên bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong video ngày 4 tháng 5 nhưng không nêu diễn biến cụ thể rằng: "Tôi xin đặc biệt đề cập đến các binh sĩ lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 vị đã bắn hạ một cường kích Su-25 của nga ở Donetsk hôm nay. Các bạn làm tốt lắm". Bộ Quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin. Liên xô phát triển cường kích Su. 25 từ cuối những năm 1960 và biên chế năm 1981. Khoảng 1.000 chiếc Su-25 đã xuất xưởng. Su-25 có thể đạt tốc độ tối đa 975 km h có bán kính chiến đấu khoảng 750 km khi mang theo 4,4 tấn vũ khí. Nga sáp nhập Donetsk cùng ba vùng Lugan, Kherson và Zaporizhia hồi tháng 10 năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân Ý, dù chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào. Ukraine cùng nhiều nước phương Tây chỉ trích, không công nhận động thái của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 3 tháng 5 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 547 km vuông lãnh thổ tại các vùng tuyên bố sáp nhập. Giao tranh ở miền đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Sau khi giành được Avedek, đô thị quan trọng ở Donetsk, hồi giữa tháng 2, lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến công về hướng Tây và liên tiếp giành được bước tiến trên chiến trường tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.